Người, mình là Ada. Chào mừng người với kênh của mình. Và đây là tập đầu tiên trong series sinh tồn Minecraft 1.20.1. Và đây là video đầu tiên của mình. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Tuấn Độ đây. Trong tập hôm trước thì mình đã có đi farm được ít đồ và cày được đồ.